Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay là một clip lấy YouTube A tiếp nha anh em. Lấy thêm con Rainer đi anh em. Đó. Đây là cả những con top A mình có nha. Có một con top A là Runo nha, 99 nha. Còn lại là top A không. Đấy, gần đậu đồ hình anh em ơi. Lấy một Rainer cho đẹp nha. Đấy, đủ đẹp rồi đó. Bây giờ mình vô lấy thôi. Đấy, thì đồ hình top A anh em. Ý, xin lỗi anh em, top A anh em. Đấy, những con 80 cộng nữa kìa. Đủ luôn đấy. Ngon chưa? Chắc bữa sau làm clip đồ hình top A cho anh em chơi ha. Đó. Rồi, bây giờ mình vô mình xem đẹp như nào anh em ha. Rồi, mình lấy top A cho anh em nha. Ô thích y thì ngon rồi anh em ơi. Đó, ngon lắm, chỉ số nó bút chữ lắm. Đây, ba con tiền vệ là lấy hết rồi anh em. Đấy. Bây giờ qua lấy thêm con Rainer 99 nữa đi. Đó, ô thích y ha. Đẹp nè. Đi hết luôn em. Đi con Harrison với con Tony Rod. Rồi, đây anh em. Còn được nhiêu điểm rồi, được 1000 điểm rồi anh em ơi. Còn 200 điểm nữa. Rồi ok, giờ mình đưa mình mở cái để mà ưu đi anh em. Đấy, mở cái nữa là đủ rồi. Lấy thôi. Lụm hàng thôi. Đấy. Đặt các bạn Nguyễn Hoàng nha anh em. Một người rất đam mê FIFA nha anh em. Đó. Đó, chơi là thích nhất thôi anh em, thấy không? Thích cầu thủ nào là lấy thôi. Đấy. Bạn cái hàng này khá chịu chơi nha anh em. Đấy. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ lấy Rainer 99 nha anh em. Đây là Rainer 99 đây. UTI nha anh em. Quá ngon luôn. Thật sự thì cái hạt này khá ngon nha anh em. Tại vì chỉ up skill boss thôi. Chứ không rồi là nó lên over cũng khá cao nha. Đó, Rainer nha. Rainer nha. Còn con Kimmich nha anh em. Biết lấy nổi không? Hàng vệ cũng khá ngon đó. Nhưng mà lỡ lấy hàng tiền vệ rồi anh em ơi. Và lấy luôn chứ sao giờ. Ok anh em. Giờ vô xem đội hình nó như nào nha anh em. Rồi sắp xếp cho nha. Để đá thử coi vài trận nó như nào. Mình sẽ review cho anh em sau nha. Mình bây giờ đấy, vô thay đổi đội hình trước đi. Đấy, 99 vô. À, ngon chưa? Quá đẹp luôn anh em ơi. Giờ kiếm thêm con RB rồi CM với con ST nữa là đội hình tốt S luôn, quá ngon luôn. Đó, hình đội hình full luôn. Kêu rê banh nha anh em, rip lên nha. Đó, chỉ số trên trăm không, trăm mấy không, mười mấy không rồi anh em. Con này nhìn chỉ số ngon hơn con top A anh em ơi. Nói chung là top A đương nhiên nó phải bút cho ngon rồi anh em. Đó, vì nó lấy khó lắm, phải nạp lấy được nha anh em. Đấy, đồ hình cũng khá đẹp anh em. Rồi bây giờ mình coi mình có tổng bao nhiêu con nè. Đấy nè, 2, 4, 6, 8, mười mấy con anh em ơi, gần 20 con anh em ơi. Ghê thật. Quá dữ. Quá ngon đồ này em ơi. Giờ mình vô mình đá một trận hết cho hết cho xem như thế nào anh em. Làm trận thử thôi. Có gì mình sẽ làm clip cụ thể cho anh em sau nha. Rồi anh em xem nha. You're breaking down the walls again.
Cut me down. It's wrong. I can't make right.